Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tuần qua, nhiều kênh truyền thông lớn của Hàn Quốc, Việt Nam và quốc tế đã đồng loạt đưa tin về hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc Hàn Đức Su và phu nhân từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2024. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đẩy mạnh hợp tác giáo dục, văn hóa, quốc phòng và an ninh giữa hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mở ra nhiều cơ hội mới cho cả hai quốc gia trong tương lai. Nhiều kênh truyền thông lớn của Hàn Quốc như Korea Times, Korea Herald hay Business Korea đồng loạt đăng tải các bài viết, hình ảnh về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hàn Quốc. Với tiêu đề Thành công của Hàn Quốc là thành công của Việt Nam, báo Dongga Ilbo trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bài nói chuyện tại Viện Nghiên cứu Châu Á thuộc Đại học Quốc gia Seoul. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng trao đổi và hợp tác với Hàn Quốc. Hai nước cần tiếp tục nâng mối quan hệ lên tầm cao hơn dựa trên những thành tựu đã đạt được. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối năm 2022. Trang tin Borneo Bulletin của Brunei viết về các cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam cam kết lắng nghe, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động thuận lợi, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. Các công ty Hàn Quốc đánh giá rất cao và khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Việt Nam, hơn 8.500 công ty Hàn Quốc đã đầu tư 86 tỷ đô la Mỹ. Điều này là một bằng chứng rất rõ ràng. Hiện nay khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đã có mặt tại Việt Nam, không phải là gì riêng sản xuất mà còn rất nhiều lĩnh vực khác về đầu tư bất động sản, xây dựng cũng như là văn hóa, ẩm thực. Chúng tôi đánh giá rất cao về cái sự nỗ lực của chính phủ Việt Nam những thời gian qua. Rất nhiều cái thủ tục hành chính và rất nhiều vấn đề đã từng giải quyết. Năm ngoái, thương mại song phương giữa hai nước đạt 76,1 tỷ đô la Mỹ và đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 87 tỷ đô la Mỹ với khoảng 10.000 dự án. The Star của Malaysia trích dẫn thông cáo báo chí chung giữa hai nước nhấn mạnh hai nước tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc, nỗ lực thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và đạt 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững. Chuyến thăm đã góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Hàn Quốc, mang lại hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ, bất chấp những thách thức toàn cầu, Việt Nam đã duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối kinh tế lớn, với các khoản nợ chính phủ và nước ngoài được kiểm soát và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Chia sẻ của người đứng đầu chính phủ đã được thể hiện rõ nét qua kết quả phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm với mức tăng trưởng 6,4% và các chỉ số nổi bật như sản xuất công nghiệp tăng 7,5%, đầu tư nước ngoài tăng 8,2%, GDP tăng 6,93%. Và đặc biệt, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa đầu năm tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Những chỉ số tăng trưởng đầy tích cực này của Việt Nam đã được báo chí quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Thời báo Hürriyet của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin mức tăng trưởng kinh tế 6,4% trong nửa đầu năm, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái của Việt Nam có được là kết quả của một số biện pháp nhằm cải thiện chuỗi cung ứng, thị trường ngoại hối và đầu tư công. Tờ Le Courrier thông tin, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam nửa đầu năm đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tập trung lớn nhất ở ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, chiếm khoảng 70% tổng số vốn. Lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai và sau đó là các hoạt động bán buôn bán lẻ và khoa học công nghệ. Thì Việt Nam vẫn duy trì được vị thế là một trong những nước có thể nhận được cái nguồn FDI trực tiếp gần như là tốt nhất ở trong khu vực ASEAN và Đông Nam Á. Chính phủ đã có rất nhiều những cái chính sách hiệu quả để giúp đỡ và thúc đẩy khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư dài hạn vào thị trường mình.
Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là rất ấn tượng, vượt quá mong đợi của chúng tôi. Các nhà đầu tư nhận ra tiềm năng lâu dài của đất nước, vì vậy họ tiếp tục đầu tư. Và điều quan trọng là chính phủ phải tiếp tục đáp ứng những nhu cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài về giao thông, bến cảng, cơ sở vật chất, hậu cần, kho bãi, thậm chí cả nhà ở cho công nhân hoặc người dân nói chung. Trong các chỉ số tích cực nửa đầu năm, xuất khẩu vẫn có đóng góp lớn. The Star của Malaysia ghi nhận thặng dư thương mại nông lâm thủy sản ước tính là 8,28 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2024, tăng 62,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn là những thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất từ Việt Nam trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với áp lực lạm phát khi giá tiêu dùng tăng 4,32% vào tháng 6, gần ngưỡng mục tiêu là 4,5% cho cả năm. Theo báo cáo ngày 2 tháng 7 của Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng UOB, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể chậm lại trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm. UOB lưu ý rằng sự mất giá gần đây của đồng Việt Nam do đồng đô la mạnh hơn và lạm phát gia tăng có thể khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải thận trọng trước bất kỳ thay đổi nào về lãi suất cơ bản. Về nửa cuối năm, dự báo của chúng tôi vẫn khá thận trọng. Những biến động chính trị khu vực và quốc tế có thể tác động đến nhu cầu vận chuyển, trong khi xuất khẩu là một phần quan trọng của kinh tế Việt Nam. Vì vậy, nếu việc vận chuyển bị gián đoạn, nó sẽ tác động trực tiếp đến các chỉ số bán hàng hay sản xuất. Tôi nghĩ rằng nền kinh tế của các bạn sẽ gặp phải một số khó khăn đến từ thị trường nước ngoài trong thời gian tới, và đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh cần phải thúc đẩy nhu cầu trong nước, bởi theo tôi, đây sẽ phải là một trụ cột mạnh mẽ hơn nữa cho nền kinh tế của các bạn trong tương lai. Chính phủ có thể tiếp tục những chính sách nhằm đơn giản hóa cái thủ tục hành chính, làm giảm bớt cái thời gian của những thủ tục hành chính. Và điều này hoàn toàn có thể giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài họ có thể có được cái môi trường kinh doanh tốt hơn nữa trong nửa cuối năm. Chúng ta cũng cần phải có một cái kế hoạch và tiếp tục xây dựng những cái cơ sở hạ tầng để phục vụ cái nhu cầu tăng trưởng ngày càng cao của nền kinh tế. Một trong các lĩnh vực của nền kinh tế có đóng góp không nhỏ vào kết quả khả quan của Việt Nam nửa đầu năm, đó là thương mại điện tử. Với sự gia tăng của Internet và điện thoại thông minh, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến. Các nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada đang chiếm lĩnh thị trường, cung cấp đa dạng sản phẩm từ thời trang, điện tử đến thực phẩm và dịch vụ. Hơn nữa, sự phát triển của hệ thống thanh toán trực tuyến và dịch vụ giao hàng nhanh chóng đã thúc đẩy sự thuận tiện và tin cậy trong giao dịch trực tuyến. Với tiêu đề, ngày càng có nhiều người tiêu dùng Việt Nam thích mua sắm trực tuyến, trang The Star của Malaysia đưa ra những con số ấn tượng về thương mại điện tử của Việt Nam. Theo đó, riêng thuế kê khai từ thương mại điện tử đối với các tổ chức cá nhân trong nước đạt hơn 536 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị trường thương mại điện tử của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 35% mỗi năm, khả năng đạt 57 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Một ví dụ cụ thể chính là TikTok, với khoản đầu tư gần 1 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ 10.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ SMBS. Khoản hỗ trợ này nhằm mục tiêu quảng bá sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ thương hiệu Việt trên nền tảng TikTok. Chi tiêu trên nền tảng số ở Việt Nam, bao gồm cả trong nước và nước ngoài, là 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và sẽ tăng lên 40 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Đây là mức tăng trưởng rất nhanh và tôi nghĩ điều đó là hợp lý vì tại Việt Nam, nhiều người được tiếp cận, sử dụng kỹ thuật số, nhiều người sử dụng điện thoại thông minh và sẵn sàng đặt hàng trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc các phương tiện khác. Các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam thì thường có những cái thế yếu so với các doanh nghiệp lớn hoặc là các cái doanh nghiệp mà kinh doanh các cái hàng hóa nhập khẩu. Chính vì thế thì TikTok cần phải xây dựng một cái chương trình để nâng cao năng lực số cho hệ thống các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việt Nam có một cái thế mạnh là chúng ta có nhiều các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ chuyển đổi số, họ ứng dụng cái thương mại điện tử như là một cái kênh bán hàng rất là nhanh. Điểm lợi thế thứ hai là nền tảng về hạ tầng về công nghệ thông tin, đặc biệt là về Internet ở Việt Nam rất tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng thương mại điện tử của Việt Nam vẫn còn một số vấn đề tồn đọng, cần khắc phục như cân bằng quyền lợi trong giao dịch điện tử, giá cả vận chuyển hàng hóa và thói quen thanh toán tiền mặt tại Việt Nam. Đồng thời, dù có tốc độ tăng trưởng tốt, thương mại điện tử Việt Nam vẫn có tỷ trọng ở mức chưa cao.
Tổng chi tiêu tiêu dùng ở Việt Nam khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, số tiền chi cho thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn mới chỉ ở mức một số đơn lẻ, khoảng dưới 10% của tổng chi tiêu tiêu dùng. Cần tìm được một sự cân bằng giữa quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích của các công ty bán hàng, và cần có một quy trình công bằng để giải quyết vấn đề nếu có giữa hai bên trong trường hợp có tranh chấp. Hạ tầng về logistics ở Việt Nam ấy, hạ tầng giao nhận rất đắt đỏ so với các nước, đặc biệt là đối với những cái hàng sản xuất ở khu vực nông thôn. Cái thứ hai ấy, là cái thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam nó chưa cao, thói quen của người Việt là vẫn dùng tiền mặt, dẫn đến là cái niềm tin giữa người bán và người mua là chưa đủ. Bên cạnh những dấu hiệu tích cực cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, trong nửa đầu năm 2024, Việt Nam còn đón nhận tin vui trong một lĩnh vực khác, du lịch. Theo số liệu thống kê do Tổng cục Thống kê công bố, Việt Nam thu hút hơn 8,8 triệu du khách quốc tế trong nửa đầu năm 2024. Ngành lữ hành và du lịch Việt Nam được dự báo sẽ đóng góp kỷ lục hơn 770.000 tỷ vào nền kinh tế quốc gia trong năm nay. Trang The Star của Malaysia đưa tin, theo số liệu thống kê mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố, Việt Nam thu hút hơn 8,8 triệu du khách quốc tế trong nửa đầu năm 2024, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam bằng đường hàng không chiếm 83,8% với 7,4 triệu lượt, tiếp theo là 14,3% bằng đường bộ và 1,9% bằng đường biển. Đây là lần thứ ba tôi tới Việt Nam. Tôi rất thích nơi này. Cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, có nhiều nắng và gió, và người dân thì thân thiện. Du lịch tăng trưởng rất là tốt. Tính riêng 6 tháng đầu năm thì chúng ta đã nhận 8,8 triệu lượt khách đến Việt Nam. Và con số này thì tăng trưởng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Và nếu mà so với cái thời kỳ trước khi Covid thì cái tăng trưởng là 4,1%. Thì đây là cái tín hiệu rất là tích cực, và nó thể hiện được cái kết quả của những cái chính sách đúng đắn của chính phủ đề ra để hỗ trợ du lịch của Việt Nam cũng như là hỗ trợ khách du lịch đến Việt Nam, như là chúng ta cấp thị thực visa dễ hơn, chúng ta có thể cho những cái khách du lịch đến Việt Nam ở dài hạn hơn. Theo tờ Inside Vina của Hàn Quốc, Hàn Quốc là quốc gia có lượng khách du lịch tích lũy tới Việt Nam lớn nhất trong nửa đầu năm với 2,28 triệu lượt, tiếp theo là Trung Quốc với 1,89 triệu. Còn theo trang News Days France, số lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 tăng 312% so với giai đoạn trước Covid-19. Ngày càng nhiều du khách lựa chọn du lịch Việt Nam vì môi trường an toàn, cảnh quan đẹp, sản phẩm đa dạng, con người thân thiện và ẩm thực hấp dẫn. Trong quý 2 năm nay, chi tiêu nội địa cải thiện, thu nhập tăng và lượng khách du lịch tới Việt Nam cũng tăng. Điều này giúp phát triển hoạt động bán lẻ, kinh doanh ăn uống, nhà hàng và khách sạn tại Việt Nam. Tạp chí Travel Trends Today của Ấn Độ đưa tin, theo báo cáo nghiên cứu tác động kinh tế năm 2024 của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới WTTC, WTTC, ngành lữ hành và du lịch Việt Nam được dự báo sẽ đóng góp kỷ lục 770,8 nghìn tỷ vào nền kinh tế quốc gia trong năm nay. WTTC dự báo đóng góp vào GDP hàng năm của du lịch có thể tăng lên đến 1,44 triệu tỷ đồng vào năm 2034, chiếm gần 8% nền kinh tế Việt Nam. Ngành du lịch cũng được dự đoán sẽ tạo việc làm cho hơn 7,7 triệu người trên cả nước. Theo nghiên cứu mới nhất, đóng góp của ngành lữ hành và du lịch cho nền kinh tế trong năm nay sẽ tăng 13% so với năm 2019, chiếm hơn 7% trong tổng thể nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta cần phải tiếp tục duy trì cái chính sách mà hỗ trợ khách du lịch và cũng như là visa cho những người nước ngoài đến và làm việc ở Việt Nam. Thì vì việc mà đây cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng khi mà các nhà đầu tư nước ngoài họ xem xét để đầu tư vào Việt Nam. Và nếu mà chính phủ làm được thì hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì cái chính sách và thúc đẩy FDI tài trợ ở Việt Nam rất là nhiều. Có thể gặp một số khó khăn trong nửa sau của năm nay. Tuy nhiên, mảng du lịch sẽ tiếp tục phục hồi và hy vọng sẽ vượt qua số liệu của năm 2019, và điều đó chắc chắn sẽ là một điểm cộng. Như vậy, bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2024 của Việt Nam có triển vọng tương đối tích cực với nhiều chỉ số tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và đạt được những chỉ tiêu đặt ra cho cả năm, theo các chuyên gia, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.
Việt Nam cần tiếp tục thực hiện những giải pháp quyết liệt nhằm duy trì ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, bảo đảm các cân đối vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, phát huy hiệu quả, linh hoạt các chính sách tài khóa và tiền tệ. Và phần trình bày của tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin được trở lại với chị Thục Linh. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu.